Nghi vấn Harry Won đang mang thai con đầu lòng Choi Chấn Thành. Nhận thấy sự thay đổi rõ rệt về trang phục của Harry Won trong thời gian qua, khán giả đồng loạt đặt ra nghi vấn cô đang mang thai con đầu lòng cho MC Chấn Thành. Sau 5 năm Chấn Thành Harry Won về chung một nhà, người hâm mộ không khỏi mong chờ đến ngày cặp đôi báo tin vui. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nam MC, cả anh và bà xã đều chưa sẵn sàng có em bé vì muốn dành thêm thời gian riêng cho nhau cũng như tập trung xây dựng sự nghiệp. Tôi không muốn con tôi sinh ra mà không đủ sự chia sẻ, bảo bọc của bố mẹ. Nhiều khi tôi không biết con mình lớn lên sẽ như thế nào. Tôi hy vọng rằng qua mùa dịch này, chúng ta sẽ có thời gian cùng nhau suy nghĩ lại, làm những điều tốt hơn cho xã hội, vì ngày mai có gì xảy ra chúng ta đều biết. Chấn Thành bộc bạch. Cho đến thời gian gần đây, cư dân mạng liên tục đặt ra nghi vấn Harry Won mang thai khi cô liên tục xuất hiện với những trang phục rộng thùng thình, khuôn mặt có phần nhợt nhạt, kém rạng rỡ so với trước đây. Mới đây vào sáng ngày 12 tháng 12, Harry Won tiếp tục khiến người hâm mộ xôn xao khi đăng tải bức ảnh đi cà phê với chiếc váy rộng, đi dép HM và búi tóc khá đơn giản. Khác hẳn với phong cách năng động, trẻ trung, xinh đẹp thường ngày của nữ ca sĩ. Ngay dưới phần bài đăng của bà xã Chấn Thành, cộng đồng mạng nhanh chóng để lại bình luận nghi vấn cô nàng đang có em bé. Chị Ri có bầu rồi ạ, chúc mừng chị nha. Dạo này Harry hay mặc váy rộng như bầu thế, mặt mũi thì không mếch. Ủa lại váy bầu à chị, có tin vui báo cho mọi người mừng nha chị. Trừ những thắc mắc của khán giả, Harry Won không có bất cứ phản hồi nào. Chắc hẳn sau nhiều lần lên tiếng phủ nhận, cô đã không còn muốn đính chính thêm. Vậy nên để cập nhật được thông tin chính xác khách quan nhất, khán giả cần chờ đợi người trong cuộc lên tiếng. Được biết cuối năm 2011, Harry Won đang là cô gái 26 tuổi trẻ trung xinh đẹp đầy hoài bão thì bất ngờ đón nhận tin dữ. Khi thấy cơ thể mình có những dấu hiệu mệt mỏi lạ thường, Harry Won đi kiểm tra sức khỏe và để thông báo mình đã mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Như bất cứ bệnh nhân ung thư nào khác, Harry Won cảm thấy trời đất như sụp đổ. Cô từng nghĩ ngay đến điều tiêu cực nhất. Thôi, cuộc đời mình tiêu rồi. Cô từng tâm sự trong cuốn tự truyện Cỏ Hạnh Phúc của mình rằng khi nghe bác sĩ thông báo kết quả, tôi còn ngỡ đã có một sự nhầm lẫn nào đấy. Lúc ấy, tai tôi ù đi, mặt đất lúc ấy như sụp dưới chân, cảm giác như thể mình có thể chết ngay lúc ấy. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ y nguyên cảm giác của ngày hôm đó, giống như có ai đó tự nhiên vỗ vai rồi nói với tôi rằng chẳng bao lâu nữa cuộc sống của mình sẽ kết thúc, tất cả như một cơn ác mộng vậy, tôi muốn thức dậy. Harry Won đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi tại sao bản thân cô là một người có lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ, khoa học, tại sao ung thư lại ghé thăm cô ở độ tuổi sớm như vậy. Và lúc đó cô đã hiểu ra rằng ung thư không chữa bất cứ ai. Với Harry Won, cái nguy cơ ấy đến với xác suất cao hơn vì mẹ cô cũng từng là một bệnh nhân của căn bệnh ung thư quái ác này. Thế nhưng thật may mắn là thời điểm phát hiện ra, bệnh của Harry Won mới đang ở giai đoạn đầu. Bác sĩ sau khi thông báo tin dữ với Harry Won đã động viên rằng cô có rất nhiều cơ hội để chữa lành. Phương pháp điều trị được các bác sĩ đưa ra là mổ cắt bỏ khối u. Sau cuộc phẫu thuật đầu tiên, các bác sĩ thông báo khối u trong người Harry Won vẫn không dừng phát triển và buộc phải phẫu thuật một lần nữa. Lúc ấy, Harry Won gần như suy sụp hoàn toàn. Thế nhưng lúc đó phẫu thuật là cơ hội duy nhất để cô có thể chiến thắng khối u. Vì thế, Harry Won đã quyết định lên bàn mổ lần thứ hai. Khi lên bàn mổ tôi rất sợ, sợ ca phẫu thuật sẽ không thành công, sợ rằng giây phút đèn phẫu thuật bật sáng lên, thuốc mê đi vào tĩnh mạch, thì cuộc đời của mình sẽ mãi mãi dừng lại ở tuổi 26. Harry Won tâm sự trong tự truyện. May mắn, ca mổ thứ hai đã diễn ra suôn sẻ, cơ thể của Harry Won cũng hồi phục khá nhanh và cô có thể trở lại cuộc sống bình thường trong một khoảng thời gian ngắn sau đó. Sau vài năm tính từ ca mổ cuối diễn ra vào tháng 3 năm 2013, sức khỏe Harry ổn định, cô giữ thói quen đi kiểm tra sức khỏe toàn diện 6 tháng một lần. Ngoài ra, Harry cũng chủ động giảm cường độ lao động, không thức thâu đêm suốt sáng như trước, sinh hoạt điều độ, ăn đủ chất, nhiều rau xanh, tập thể dục thường xuyên. Harry đã gặp rất nhiều người vì quá hoang mang lo lắng nên có tâm lý ai mách gì hay cũng theo. Như vậy không những không hiệu quả mà còn rất áp lực với bản thân và người thân. Hãy theo một phác đồ nhất định và có niềm tin mình sẽ ổn hơn. Song song với việc điều trị theo lời khuyên của bác sĩ, mọi người nên tìm thêm thông tin tham khảo ở các nguồn uy tín để nâng cao hiểu biết và hệ miễn dịch của mình. Đừng kiêng khem phản khoa học vì sức khỏe yếu sẽ làm bệnh nhân mất sức chiến đấu với bệnh tật. Harry Won chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc chữa bệnh. Trong chương trình truyền hình thực tế Khi đàn ông có bầu phát sóng vào năm 2018, lần đầu tiên Harry Won lên tiếng tâm sự về sự mặc cảm của mình khi chưa thể sinh con. Thế nhưng, khi được đưa một bà bầu đi khám thai và chứng kiến toàn bộ cảnh siêu âm đứa con trong bụng, Harry Won đã cảm thấy rất xúc động và cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tiếng tim của em bé. Tôi cảm thấy rất bất ngờ, ngỡ ngàng và kỳ diệu. Nói chung là có điều gì đó rất tuyệt vời. Ngày hôm nay dù tắt máy không quay, tôi cũng phải học bằng cách hỏi bác sĩ bằng được để sau này còn mang thai." Nhưng vào năm 2020, Harry Won lại tiếp tục nhận tin dữ khi căn bệnh ung thư có nguy cơ tiếp tục tái phát. Trong chương trình Chị Em Chúng Mình, Harry Won tâm sự về chuyện sinh con. Bà xã Chấn Thành nói:
Bản thân tôi từ xưa đến bây giờ luôn khao khát chuyện có con. Khi dưới 30 tuổi, lúc nào tôi cũng cân nhắc chuyện nếu muốn có con thì phải có kinh tế ổn định. Nếu không có tiền lo cho con, tôi không chịu nổi. Sau 30 tuổi, tôi tự kiếm tiền và mua được một căn nhà cho bản thân. Nhưng hiện tại thì... Harry Won nghẹn ngào khi chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại. Cô cho biết chưa thể sinh em bé vì căn bệnh ung thư cổ tử cung chưa chấm dứt hoàn toàn, có nguy cơ tái phát. Tôi bị ung thư cổ tử cung phải mổ 2 lần. Tôi tưởng bây giờ hết rồi, vì cũng đã 5 năm thì mình nghĩ nó cũng ổn rồi. Nhưng mới đây tôi đi khám lại thì mới biết vẫn còn viêm. Tôi đã phải cắt rất nhiều. Căn bệnh này không có cách nào điều trị được, miễn là tôi phải khỏe, miễn dịch tốt thì mới tự tiêu tự diệt tế bào ung thư. Nếu sức khỏe tệ đi, bệnh sẽ tái diễn. Vấn đề là cổ tử cung của tôi bây giờ bị ngắn quá. Nếu lần này bị lại, có thể tôi sẽ bị vô sinh. Harry Won rơi nước mắt khi kể. Harry Won nói thêm, cô từng không thích tâm sự chuyện gia đình, nhất là những việc không may xảy đến với bản thân, bởi cô sợ gia đình lo lắng. Tuy nhiên, đến khi nói ra được, Harry Won cảm thấy nhẹ lòng hơn. Harry Won chia sẻ cô cảm thấy may mắn khi có chồng và gia đình luôn bên cạnh ủng hộ, động viên tinh thần cho mình. Mẹ tôi không khóc khi biết chuyện này, bà rất cố gắng, tỏ vẻ như là không có chuyện gì cả. Mẹ tôi bảo nếu con có khó khăn như thế thì mình kiếm cách khác cũng được, Harry Won chia sẻ. Về phía Trấn Thành, anh nỗ lực hết mình để cổ vũ tinh thần của bà xã. Nam MC luôn ở bên chia sẻ, vực dậy tinh thần cho bà xã Harry Won. Thậm chí anh từng tiết lộ với phóng viên rằng nếu cả hai không có con, họ sẽ xin con nuôi, bà sẽ chăm sóc đứa con này thật tốt. Với Harry Won hay Trấn Thành, cả hai không phân biệt con nuôi hay ruột. Bởi theo hai nghệ sĩ, con cái là trời cho và phải trân trọng điều đó. Câu chuyện của Harry Won và Trấn Thành tiếp thêm động lực cho nhiều người lạc quan trước mọi biến cố và luôn nhìn cuộc sống tích cực hơn.